Hi, xin chào các bạn. Các bạn thân mến, body 6 múi thì là mơ ước của nhiều chàng trai. Và để đạt được ước mơ đó thì họ phải trải qua một thời gian khổ luyện cũng như là chế độ ăn uống thì mới có được. Tuy nhiên, trên thế giới vẫn tồn tại một số loài động vật bẩm sinh đã có cơ bắp cuồn cuộn vô cùng kỳ lạ. Và bạn có thể tin nổi những loài vật lười biếng như là mèo và lợn lại góp mặt trong danh sách những anh chàng đô con này không nhỉ? Hãy cùng xem gì hôm nay khám phá những loài động vật có cơ bắp lực lưỡng nhất thế giới nhé. Lợn lực sĩ Campuchia. Một vài năm trước, trên mạng xã hội có đăng tải một đoạn video ghi lại hình ảnh một trang trại có những con lợn có cơ bắp cuồn cuộn, kỳ dị đến nỗi khiến cho nhiều người thực sự kinh hoàng. Nhiều người còn gọi vui, đây là những lực sĩ lợn. Chúng thậm chí thì không thể đi bộ bình thường và đúng cách do ảnh hưởng của cơ bắp quá lớn. Được biết, đây là giống lợn siêu nạc mới của công ty Duroc Cambodia tại tỉnh Ban Thae Yay, Mean Chay ở Campuchia, tạo ra bằng phương pháp biến đổi gen. Những người yêu động vật đã cảm thấy phẫn nộ với đoạn video này. Tuy vậy thì công ty Duroc Cambodia lại tỏ ra khá tự hào về thứ mình chăm nuôi. Không chỉ vậy, công ty Duroc Cambodia đã quảng cáo giống lợn mới với nhiều dịch vụ từ thu mua thịt lợn cho đến bộ dụng cụ thụ tinh nhân tạo để gây giống. Đúng là nhìn mấy con lợn này vừa thương vừa sợ. Không chỉ thế đâu, nghĩ đến việc ăn những thớ thịt cơ bắp cuồn cuộn do biến đổi gen này cũng là đủ nổi da gà rồi. Đúng là toàn tự người hại người cả nhà nhỉ. Giống bò xanh bỉ. Hãy nhìn bờ mông quyến rũ đầy gần guốc này. Chúng ta đang được diện kiến giống bò xanh bỉ có tên tiếng Anh là Belgian Blue. Bắt đầu từ năm 1808 thì Belgian Blue đã bắt đầu được lai tạo để tạo ra giống bò siêu thịt. Chúng còn được gọi là siêu bò vì kích thước khổng lồ và khối lượng cơ bắp cuồn cuộn nổi lên không khác gì một con bò quái thú có sức khỏe phi phàm. Ban đầu, những con quái vật bò xanh bỉ là những con bò bị đột biến tự nhiên bộ gen mã hóa của myostatin, một protein chống hiện tăng trưởng cơ bắp. Đột biến khiến cho các myostatin bị ức chế hoạt động. Kết quả là những con bò bị đột biến mã gen myostatin phát triển cơ bắp vượt trội, trở nên vô cùng cơ bắp. Đột biến này cũng gây ra trở ngại cho sự lắng đọng chất béo, dẫn đến hiện tượng thịt của bò xanh bỉ rất nạc. Những con bê con bị đột biến thì cũng rất lớn, luôn luôn phải sinh mổ mới có thể giữ được mạng sống của cả hai mẹ con. Trong khi bò đực có trọng lượng từ 800 đến 1.100kg, thì bò cái cũng vào khoảng 600 đến 700kg. Đặc biệt, bò xanh bỉ không chỉ có lượng cơ phát triển hơn 40% so với những con bò thông thường, mà sữa của nó còn giàu protein hơn bò thường khá nhiều lần. Và tất nhiên, những con bò xanh bỉ siêu đô vật này vẫn là một loại bò quý do quá trình lai tạo khó khăn và phải chăm sóc cẩn thận hơn bò thường. Chó Bully Whippets. Được mệnh danh là loài chó hung dữ và hiếu chiến nhất trên thế giới, chúng có thân hình đồ sộ và lực lưỡng giống như các võ sĩ thật sự. Chúng là giống chó Lai có nguồn gốc từ Mỹ, được các nhà khoa học làm biến đổi gen cho cơ bắp phát triển, nở nang hơn với tốc độ nhanh gấp nhiều lần so với loài chó khác. Giống chó này rất nổi tiếng và có giá thành rất cao trên thị trường. Những chú chó đẹp thì có thể lên đến giá 20.000 USD, tức là hơn 460 triệu đồng. Chó Bully ngoài việc được nuôi để giữ nhà thì còn được nuôi vì mục đích chọi chó ăn tiền. Những chú chó sẽ được chăm sóc kỹ lưỡng, cho ăn uống với chế độ thích hợp để có sức khỏe tốt trong các cuộc chiến sống còn. Hai chú chó sẽ cùng được cho vào một chiếc lồng sắt lớn. Vì bản tính hiếu chiến nên chúng sẽ nhanh chóng cắn nhau. Chúng có thể cắn đến lúc đối thủ không còn khả năng chống đỡ rồi xé xác đối phương. Chủ nhân của chú chó thắng cuộc sẽ ăn được một khoản tiền lớn từ các con bạc. Loài chó này được xem là một trong những giống chó dữ nhất. Hai con Bully Whippets có thể so sánh bằng một con cọp cơ đấy. Ếch Goliath. Goliath được các nhà sinh vật học xác nhận là loài ếch lớn nhất trên thế giới. Chúng sống nhiều ở các khu rừng cận xích đạo của Tây Phi, nơi mà có những con sông chảy xiết và khu rừng rậm nhiệt đới nóng ẩm quanh năm. Cũng giống như họ hàng nhà ếch, thì ếch khổng lồ Goliath sống lưỡng cư, chúng có thể sống dưới nước hay là trên cạn. Trọng lượng của ếch cái có thể đạt tới 7kg và ếch đực là 8kg khi trưởng thành. Chiều dài từ miệng tới hết chân của loài ếch Goliath lên tới 1m. Để dễ tưởng tượng hơn thì kích thước này còn lớn hơn một đứa trẻ sơ sinh đó nha. Với kích thước đồ sộ như vậy, nhưng chúng có khả năng bơi rất nhanh và nhảy rất xa lên tới 3m.
Ở môi trường tự nhiên, Goliath có thể sống được tới 15 năm. Cùng với cái lưỡi dài, ếch khổng lồ có thể dễ dàng tắc lẻm con mồi chỉ trong tích tắc. Ngay cả một chú chuột cũng khó lòng mà thoát chết khi ếch Goliath phóng lưỡi ra ngoài. Tuy nhiên thì món ăn ưa thích của ếch khổng lồ vẫn là các loại côn trùng, tôm, cua, rắn nhỏ, cá nhỏ. Đôi khi thì chúng ăn cả đồng loại là những con ếch con. Thế nhưng hiện nay điều kiện môi trường sống thu hẹp, các con sông trở nên bị ô nhiễm, tình trạng đánh bắt ồ ạt đã làm cho số lượng loài ếch khổng lồ bị suy giảm nghiêm trọng. Nhìn số lượng nòng nọc nó đẻ ồ ạt như thế này mà vẫn không vượt nổi cái miệng ăn của thiên hạ. Khỉ đột gorilla. Thành viên siêu cơ bắp tiếp theo mà mình muốn chia sẻ là khỉ đột gorilla sống trong rừng rậm châu Phi. Nó là giống lớn nhất trong bộ linh trưởng còn tồn tại. DNA của khỉ đột giống của con người chúng ta tới 98-99%. Loài linh trưởng này có thân hình đồ sộ, cao từ 1,7-2m khi đứng thẳng và nặng từ 180-200kg. Người ta từng đặt câu hỏi sẽ như thế nào nếu như để loài khỉ đột này đánh nhau tay đôi với người khỏe nhất thế giới. Xương của gorilla dày và cứng hơn con người, da của chúng cũng rất dày và móng tay sắc nhọn có thể xé nát người. Chưa kể, lớp lông cứng bên ngoài là lớp bảo vệ vững chắc cho gorilla khi cận chiến. Chính vì thế mà đấm một con khỉ đột gorilla chẳng khác gì đấm vào tường. Một điểm quan trọng nữa là cổ của gorilla rất là cứng và khỏe, chúng không lo bảo vệ đầu nếu như bị tấn công. Tay của gorilla rất to và cứng so với tay người, nếu như cuộn thành nắm đấm. Tay của nó được Terry ví với búa tạ. Xét về tốc độ, gorilla nhanh hơn con người rất nhiều. Chúng có thể chạy với vận tốc 40 km/h. Chưa kể hàm răng của chúng thì cũng rất sắc do bản năng hoang dã, nhưng con người khó có cửa thắng được dù có lực sĩ đến mức nào. Mình là mình thấy thay vì tìm cách đối đầu với chúng thì tốt nhất là nên cho nó một quả chuối để đổi lấy sự bình yên thì tốt hơn đó nha. Mèo đô con. Từ xưa đến nay, những boss mèo luôn hiện ra với thần thái sang chảnh nhẹ nhàng, khoan thai đầy hoàng gia. Thế nhưng vào năm 2018, hình ảnh về một chú mèo có cơ bắp cuồn cuộn, nở nang bất thường đã làm cho dân tỉnh dậy sóng. Được biết, chú mèo này được một người vô tình chụp lại tại khu vực Montreal, Canada, sau đó đăng tải lên mạng dưới tài khoản Twitter mang tên Mèo Cơ Bắp. Chỉ sau một khoảng thời gian thì tài khoản Twitter này đã sở hữu tới 17.000 lượt theo dõi và lượt like, share với tốc độ chóng mặt. Cư dân mạng để lại đủ các suy đoán về hình thể của chú mèo. Người thì cho rằng mèo cơ bắp có thể là đang đối mặt với vấn đề về sức khỏe. Người khác lại khẳng định là chú đã mắc phải một căn bệnh rối loạn gen thường gặp ở một số động vật khiến cho cơ thể của chúng nở nang hơn bình thường. Bình thường nhìn thấy các boss mèo lơ ngơ và lười biếng thì bỗng này nhìn thấy hình ảnh cục xúc đầy mafia khác biệt như thế này là mình không nhịn nổi cười nhỉ. Kangaroo Roger. Nhìn hình ảnh cánh tay vạm vỡ, săn chắc của chú kangaroo này thì hẳn nhiều chàng trai còn cảm thấy ghen tị vì tập luyện nhiều năm cũng chẳng thể có được khối cơ bắp rắn giỏi đó. Chú kangaroo mà các bạn đang thấy ở đây có tên là Roger, sống trong khu bảo tồn Kangaroo Sanctuary ở Alice Springs thuộc biên giới phía bắc nước Úc. Con kangaroo khổng lồ cao tới 2,07m và nặng 89kg. Nó sở hữu sức mạnh của một võ sĩ đấm bốc. Một trong những trò tiêu khiển ưa thích của nó là đuổi theo nhân viên chăm sóc mỗi khi họ tiến vào khu đất của kangaroo. Roger cũng tập luyện mỗi ngày với bài tập bóp xô thiếc. Tiếng động vang vọng của xô sắt khiến cho Roger vô cùng thích thú. Nhưng chú thường vô ý xé rách hoặc là làm móp méo chúng do sức khỏe phi thường của mình. Du khách đến thăm Roger thường mang tặng chú rất nhiều xô sắt và người quản lý công viên sẽ trao đến tận tay cho chú kangaroo tinh nghịch này. Cũng nhờ vào sở thích bóp xô thiếc mà Roger đã nổi tiếng nhờ bức ảnh anh chàng đang bóp méo một chiếc xô thiếc bằng cánh tay lực lưỡng của mình. Bức ảnh được đăng tải trên trang chính thức của khu bảo tồn kangaroo này thu hút hàng nghìn lượt yêu thích. Tất nhiên là với ngoại hình mạnh mẽ và bảnh trai này, Roger không chỉ là ngôi sao của công viên mà còn được vô số cô nàng kangaroo để ý đấy. Cảm xúc của các bạn ra sao sau khi xem hết video này? Bạn thấy bất ngờ với thân hình đô con của con vật nào nhất? Hãy để lại bình luận, chia sẻ cảm nghĩ của bạn ở phía dưới cho chúng mình cùng biết nhé! Xin chào và hẹn gặp lại! Hi, cảm ơn các bạn khán giả đã xem video ngày hôm nay! Nếu bạn thấy hay, hãy nhấn like, share video này và đăng ký kênh nữa nhé!
nhấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo và là người đầu tiên xem video của chúng mình vào lúc 18 giờ tối và 11 giờ chiều các ngày trong tuần. Cũng đừng quên tham gia với chúng mình trong group Trang trại nhà Xem Gì trên Facebook để cùng chia sẻ những thông tin thú vị và nhận quà hấp dẫn nha. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.